Hello em, Chào anh. hôm nay thì rất là vui đến được cơ sở của Hami Spa. Thì cũng cho anh hỏi một cái là em đã từng làm cái phẫu thuật thẩm mỹ nào rồi? Trước đây, cách đây 7 năm là em có ra bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam. Thì em là muốn được tìm hiểu để nâng mũi. Nhưng mà sau khi nghe bác tư vấn thì em đã quyết định nâng mũi luôn. Và em cảm thấy đấy là một cái quyết định cực kỳ đúng đắn của em. Vì là sau khi nâng mũi xong thì ngoài cái việc là em thay đổi được cái diện mạo, và ngoài ra thì em còn thay đổi được những cái trong công việc của em và những cái mối quan hệ ngoài xã hội nữa. Nó được tốt lên rất là nhiều luôn. Thế có nghĩa là mũi đẹp lên là mình sẽ thấy là cái công việc nó thuận lợi, nó tự tin hơn. Thì cho anh hỏi một cái là cái thẩm mỹ á, nhiều người thì nói là thẩm mỹ với phong thủy nó không liên quan đến nhau. Thì theo em là làm nâng mũi xong nó có thay đổi cái phong thủy hoặc là cái công việc của mình Người ta có câu là tấm sinh tướng không? à, thì những cái mà thể hiện trên tướng mặt của mình ấy thì nó đều thể hiện từ những cái yếu tố bên ngoài lẫn cái yếu tố bên trong để tạo nên cái hình tướng của mình. Thì khi mà mình có những cái mũi mà nó cao với những cái mũi mà nó đúng với cái nhân tướng học ấy thì nó cũng tạo cho mình những cái mà rất là hanh thông trong công việc. Người ta nói là mũi cao này, rồi là cái đầu mũi này nó tròn này, rồi là thu hút tài lộc này. Thì em cảm nhận đúng là từ khi mà em làm cái mũi xong là tài lộc nó cũng đến với em nhiều hơn, và tình yêu rồi lại cũng đến Có với em nhiều nhiều. anh hơn Có nhiều anh hơn nhưng mà em vẫn chọn một anh thôi. không? Cái hành trình mà để mà nâng cấp cái nhan sắc của mình á, thì em có gặp những cái khó khăn gì không? Đầu tiên là về địa lý. Thì từ Hà Tĩnh mà ra Hà Nội thì là một cái quãng đường khá là xa. Khi mà cái thời mà em đi làm mũi thì nó chưa có đường cao tốc. Thì em là phải bắt xe từ buổi tối cho đến là buổi sáng sớm mai là em đến nơi. Đó thì em làm Năm xong là sáu em phải tiếng về ngay trong cái buổi tối hôm đó luôn. Cái mà địa lý đó là một cái mà em cảm thấy là cái khó khăn của mình. Và sau 7 ngày khi mà cắt chỉ và thăm khám thì em cũng phải lại bắt xe ra để mà thăm khám lại. Thì em thấy đó là cái mà nỗi đau của mình. Thì bây giờ là mời được bác về đấy rồi thì khách hàng của em là sẽ là tiền hơn rất là nhiều. Trước đây thì khi mà em muốn được bác sĩ Mạnh làm thì em là phải bỏ ra nhiều tiền hơn. Là 10 triệu này, hơn 10 triệu. Cái đợt đó là em nhớ là em bỏ ra hơn 10 triệu để được chính tay bác sĩ Mạnh làm, chính tay trưởng khoa làm. Là khách hàng là lúc đó là phải xếp hàng để được bác sĩ làm, mà em thật là may mắn là khi đã book được bác làm. Sau một thời gian mà em mở spa ấy thì em đã tiếp xúc với rất là nhiều khách hàng, và em cũng hiểu được cái mong muốn và nhu cầu của họ, là họ rất là muốn thay đổi cái diện mạo của mình, nhưng mà đang có rất là nhiều cái rào cản để họ đi đến cái quyết định làm. Thứ nhất là gia đình ngăn cản này, thứ hai là xã hội người ta lời ra tiếng vào này, thứ ba là địa lý, và thứ tư nữa là cái địa điểm để làm, không biết là người ta địa điểm nào sẽ là làm đẹp. Ở spa ở Hà Tĩnh thì có nhiều spa là họ phẫu thuật trực tiếp tại trong spa luôn, thì em thấy là nó cực kỳ là nguy hiểm. Thậm chí là có những cái người mà làm những cái cuộc đại phẫu ở trong spa luôn thì em thấy nó cực kỳ nguy hiểm. Cho nên là để hiểu được cái mong muốn của khách hàng và nhu cầu của khách hàng thì em đã tìm hiểu và bác Mạnh, và em cũng đã được từng được bác Mạnh làm rồi, cho nên là em đã hợp tác với bác Mạnh để cho khách hàng tại Hà Tĩnh được thực hiện những cái dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ tốt nhất và an toàn nhất. Em luôn luôn đặt cái an toàn của khách hàng lên hàng đầu. Em biết là hiện tại đang có rất là nhiều chị em nhẹ dạ cả tin vào những cái spa mà kém chất lượng và không có một cái đảm bảo gì về y tế cả, nên là những cái chị đó đã phải chịu những cái ảnh hưởng đến sức khỏe và mất tiền bạc nhiều hơn này, mất sức khỏe này, mất thời gian nữa để đi tìm những cái người bác sĩ chất lượng như là anh để khắc phục được những cái biến chứng mà do cái sự nhẹ dạ cả tin nó gây ra. Vì là em hiểu được cái điều đó cho nên là em đã ấp ủ một cái mong muốn là được hợp tác với bác sĩ Mạnh để có thể là đem lại cho khách hàng tại Hà Tĩnh và Nghệ An những cái dịch vụ về phẫu thuật thẩm mỹ tốt nhất và chuẩn y khoa nhất. Cho đến năm nay thì em thấy là anh có mở ra thẩm mỹ em đi trên live với cái sứ mệnh là thay nhan sắc đổi số phận, thì em nghĩ đấy là một cái thời điểm vàng để em và anh có thể là ký kết hợp tác với nhau để dành cho khách hàng tại Hà Tĩnh và Nghệ An những cái phương pháp và những cái phẫu thuật thẩm mỹ tốt nhất. Anh cũng rất là hiểu ý của Hami, bởi vì là đúng như từ trước anh cũng về thị trường Vịnh Hà Tĩnh cũng đã phẫu thuật cũng rất là nhiều những khách hàng, nhưng mà khi mà hiện tại anh nghỉ tách ra thì cũng rất là nhiều những khách hàng ở Vịnh Hà Tĩnh thì cũng nhắn tin hỏi, và cũng biết là ở trong Vịnh Hà Tĩnh nhu cầu của khách hàng làm thẩm mỹ cũng rất là cao. Nhưng mà để tìm được một cái cơ sở mà chuẩn y khoa được cấp phép, có những cái bác sĩ mà chuyên môn mà tốt để mà phẫu thuật thẩm mỹ thì hầu như rất là hiếm ở cái thị trường Hà Tĩnh này. Và tiếp theo nữa thì anh cũng nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn, những cái hình ảnh mà khách hàng gửi có những cái biến chứng về cái phẫu thuật thẩm mỹ ở tại những cái cơ sở hoặc là được làm bởi những bạn không có chuyên môn hoặc là những cái tay ngang. Thì sau đó thì để mà xử lý được những cái biến chứng đó thì cũng để lại những cái mà rất là khó khăn, vất vả, và thậm chí là ảnh hưởng cả về cái sức khỏe đến tiền của những cái khách hàng. Đơn cử như cái câu chuyện thì cách đây cũng mấy ngày thì anh cũng gặp một vợ chồng thì cũng bắt xe từ trong Vinh và đến gần sáng thì đi ra ngoài đến phòng khám Hà Nội để mà làm phẫu thuật thẩm mỹ.
Và sau đó thì hai vợ chồng lại bắt xe về. Thì anh thấy là những cái khó khăn vất vả của những cái khách hàng ở trong Vinh và Hà Tĩnh, nên là anh cũng tìm hiểu về Hami Spa và biết rằng là bên Hami cũng là một cái thương hiệu số 1 về thẩm mỹ, về da liễu ở thị trường Hà Tĩnh, và cũng có những cái khách hàng có nhu cầu cao về phẫu thuật thẩm mỹ. Nên là anh cũng quyết định hợp tác với Hami để mà hai bên có thể là cùng hợp tác, rồi cùng phát triển để mà tư vấn giúp ích được cho những cái khách hàng có nhu cầu thẩm mỹ ở thị trường Hà Tĩnh đó, để mà giúp cho họ có một những cái tư vấn về phẫu thuật, về chăm sóc làm sao mà chuẩn y khoa và đạt được cái kết quả tốt nhất, tránh để lại những cái biến chứng hoặc là những cái di chứng làm ảnh hưởng đến sức khỏe rồi nhan sắc của khách hàng đó. Và hy vọng rằng là trong cái thời gian sắp tới, anh và Hami sẽ cùng nhau ký kết và cùng nhau xây dựng một cái thương hiệu để mà giúp cho cả hai bên cùng phát triển trong cái sứ mệnh làm đẹp cho chị em Hà Tĩnh. Cũng rất là cảm ơn bác sĩ đã lăn lối đường xá xa xôi là đến 300 cây số, là đi mất là 6 đến 7 tiếng đồng hồ đấy, về đấy để thực hiện phẫu thuật và tư vấn cho chị em Hà Tĩnh. Bây giờ thì chị em Hà Tĩnh đã không cần phải lăn lối đường xá xa xôi ra Hà Nội nữa, mà chỉ cần là ở tại Hà Tĩnh và trực tiếp qua Hami Spa là được bác sĩ Mạnh là thăm khám và thực hiện rồi, thì chị em Hà Tĩnh sẽ nhận được những cái mà chất lượng tốt nhất này, những cái hậu phẫu tốt nhất này. Và để mà cái ký kết hợp tác với Hami Spa đó, thì anh cũng dành tặng những cái suất ưu đãi dành cho những cái khách hàng ở trong thị trường Hà Tĩnh, những suất khuyến mại giảm 20-30 thậm chí đến 50% những cái dịch vụ về phẫu thuật thẩm mỹ mà đến tư vấn tại Hami Spa và được trực tiếp bác sĩ Mạnh về Vinh và phẫu thuật cho những cái khách hàng tại những cơ sở chuẩn y khoa. Và hiện nay thì bên thẩm mỹ Andy Trên Line và anh đã có một cái chương trình thẩm mỹ phi lợi nhuận, đó là thay nhân sắc đổi số phận, để mà dành cho những cái khách hàng bị những cái dị tật bẩm sinh, ví dụ như thể là sứt mũi hở mách, hoặc là những cái dị tật sọ mặt, những cái dị tật về sụp mí, những cái phẫu thuật thẩm mỹ lỗi, thẩm mỹ hỏng bị để lại những cái tai biến. Và những cái khách hàng đó có những cái hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện để mà có thể chỉnh sửa nhan sắc của mình để mà làm đẹp, thì bên thẩm mỹ Andy Trên Line và đặc biệt là anh sẽ sẵn sàng hỗ trợ, tài trợ 100%, và không những tài trợ về thẩm mỹ phi lợi nhuận để giúp cho khách hàng có một cái nhan sắc, có một cái diện mạo thay đổi để mà tự tin hơn trong cuộc sống, công việc, thì bên thẩm mỹ Andy Trên Line cũng sẽ dành tặng những cái phí đi lại, ăn ở, và thậm chí sẵn sàng hỗ trợ cùng với những cái doanh nghiệp khác để mà tìm việc cho những khách hàng mà có hoàn cảnh khó khăn đó. Bởi vì anh cũng hướng đến là những cái mình mà giúp ích được cho cộng đồng, giúp ích được cho xã hội thì nó sẽ đem lại được những cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Và hy vọng rằng là nếu mà hợp tác với Hami thì anh cũng muốn lan tỏa cái chương trình thay nhân sắc đổi số phận, thì hy vọng rằng ở trong Hà Tĩnh nếu có những trường hợp nào có hoàn cảnh khó khăn hoặc là những cái dị tật bẩm sinh thì anh sẽ Hami sẽ kết nối với anh để mà bên thẩm mỹ Andy Trên Line sẽ thực hiện phẫu thuật phi lợi nhuận cho những khách hàng.